Kính chào bà con, sáng nay ngày hiện giờ là 5 giờ khoảng 15 phút ngày 12 tháng 3 2022, Thới cũng chia sẻ với bà con về tình hình cái lốc cao su hành lý 13 hecta giống BB235 á, mà cái lốc mà qua nói mỗi hecta chỉ cần đặt cọc 2 triệu rồi mình cạo rồi mình trừ dần á. Thì bây giờ hiện giờ thì sáng nay là nó không còn nữa, tại vì có cô bác anh chị, có cái cô kia là cổ lấy hết rồi, nên không còn nữa. Nên thấy cũng chia sẻ để cho bà con có theo dõi á, thì bà con biết thông tin mới nhất về những cái lô hành lý mà thế thông báo với bà con. Và mấy hôm nay thì đi kiếm lô cho bà con á, thì thấy thấy cái tình hình hiện giờ á, lô rất là hiếm, cây thì càng ngày càng ít, mà bà con công nhân cạo đồ á, tức là công cạo thì nhiều lắm, nên cái số lượng cây cũng không có đáp ứng đủ, cứ khoảng ra khoảng vài lô mới là 1 2 hôm là hết, có khi là mới ra là hết liền. Nên Thế cũng tranh thủ chia sẻ, cũng như là chia sẻ cho những bà con mà theo dõi kênh của Thế á, để có lô cạo liền. Nhưng mà thì chiều hôm qua thì chưa có cô bác anh chị nào liên hệ. Sau đó thì buổi tối thì cũng có cô bác anh chị đã liên hệ và đã lấy hết những cái phần còn lại, thì Thế cũng thông báo đến bà con để bà con được biết. Rồi Thế cũng sẽ tìm thêm một số lô nữa để giới thiệu cho bà con. Thì bà con thấy được những cái video mà chia sẻ liền sớm cũng như là trực tiếp của Thế á, thì bà con liên hệ ngay để mà có nắm bắt được để mua được liền, chứ còn để qua ngày là nó không còn nữa ha. Còn ngày hôm nay Thế chủ yếu là Thế thông báo với bà con là cái lô 13 hecta ngày ngày hôm qua Thế giới thiệu với bà con đó thì không còn nữa, tại vì Thế cũng mua 3 hecta rồi, cũng như là còn 10 hecta thì có cô bác anh chị khác họ cũng mua rồi đó. Thì Thế cũng thông báo ngày hôm nay ở video đến đây thì Thế cũng thông báo một số tin tức như vậy. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào những cái video kế tiếp của Thế.